ចាសជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនចាសឥឡូវគឺមានអ្វីថ្មីហើយពិសេសចង់បង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនជាពិសេសតែម្ដងគឺសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងតែចិញ្ចឹមក្រុមក៏ដូចជាអ្នកដែលទើបតែនឹងរៀនចិញ្ចឹមនិងចាប់ដើមចិញ្ចឹមចាសនៅក្នុងដៃខ្ញុំនេះគឺជាទឹកភេសជ្ជៈបងប្អូនណាទឹកភេសជ្ជៈនេះគឺជំនួយដល់ក្រុមអង្គក្រុមកូនកាន់តែច្រើនហើយទឹកភេសជ្ជៈនេះខ្ញុំទើបតែសាកល្បងពេលពុកម៉ែបងប្អូនណាដោយសារតែការសិ
bông bông cơm ăn cơm coi dữ nó cứ bông ban can tại tràn à lấy cứ nhom xả là bông phải lật hai bát sân chỉ nhom phải lật cái chuột chế nhom năng phải to phải lật đầm bay cột cùng tai đại sa tạo là nó cứ dân tơ tại chập đam xả bông dân ngập toàn hiện tham mai tê tại còn là thằng nghịch mấy cứ trong bán tranh với tàu mùi hai tệ tôn mùi nhân tất phải chạy bông cơm nó cứ dân đã tất khơi thang cơm dân cứ tự tua cho bán tràn chắc à tra này ca chuột chế cứ dân ăn vậy bán ta hà sập phía rồi hái nơi trong đại chúng này cứ nơi tài vệ để dân sản bồn thờ ta tức này cứ dân ai đã xa tục ban của mà ngay đập bằng năng tiên đây bà dân chỉ dân ai đã xa tục ban dư tiết vì chụp chơi mà rồi kia rồi vậy anh chắc ông chung chỉ nhẹ chân của ông tôi cứ chung sẽ bỏ chất bông bông đòi xa tái dân ai ở phần lất nơi ở quay đàn cổ dân trai cả bàn hay à lời này cứ dân nơi qua môi tiết cứ qua trở lại hà đòi xa tại nơi nông quên được chúng chúng của bác nông ca rồi trở lại nhà hàng cơm cùng cơm ở quê cá cứ việc thông trở lại chẳng tới vì oxy ấy chẳng cứ quanh hà hai chúng có men cùng rồi chăm sạch lá tiền bông ổn á chăm đôi chưa tới cái bị ai đập bay vô mặt đã ở trở lại cơm khó dưỡng đòi xa tại dân mới khuyên thạc tới cái nó cứ men protein tràn sầm rầm cơm đôi chưa hai chúng của phong tài điệp chăm chăm hai giờ sầm rầm bông ổn đại liên chăm cơm chỉ một nhóm bông ôn ác riêng chăm một trong thông riêng chăm tất cả vì ai chung một trong thông dưới rung tất nhóm chăm ấy cứ phục mai bông ôn ác riêng chung một trong quán mà xe tèm đồng mẹ tháo phục mai bông ôn riêng chăm một trong chân nhóm ở riêng phục mai bông ôn chăm tại trong cứ ở tế chia sái đất lên chạy đi chẳng qua sân chỉ nhóm riêng ở phần lật hai cứ nhóm lật bán chỗ cháy nhóm có chạy lệ bọt vì sao thằng ăn ớt đó bông ôn dưới đại bán riêng chăm một trong chung một trong chả hát rung của ca chia sẻ mạng cúng nơi quê để dân chấp bám chân tròn hơi nơi quê đành tròn dân chấp bám bám phò hơi cư dân đồng minh cùng rung tập bò nơi tam xa từ nơi tam xa để dân ở khơi nguyên sắp được trong đài phù hợp xa tiền hoa nắng dân mơ khơi tha ở tiên sang tròn cư lỗ à với đây thành than rồi ngày nít cư dân ăn toàn nguyên ở là tập việc nông ca quân phong tập nông tiệp xa tề hai cô trong chuẩn bị bom ôn ở sạt trai dân trả chia vì sao cứ sầm đặt bom ôn để nên quanh hà sơn bốn được chiều nè đã tiếp tay sầm ra con hai chữ số bốn chả còn những cư miền ở thập do tràn sầm ra nè để nên quanh hà rô số bốn chữ số bốn hàng số bốn nọ lon số bốn lùn bom phun đi ăn vô tới phơi chia ở áo sầm ram chia ba số bốn ba nó không mang phun chả cứ ở thập do tràn mình tên sầm ra mình nuôi say dương để nên quanh hà số bốn trong bom phun đây là miền quanh hà số bốn cứ bom phun mình bắt một tin trong của bạn đã bom phun ai ở rộng trong phơi đã với ở phía ba số bốn bộ bông ôn ba hành trạng hai cái đầu nó cứ kheo miên tại con nắng bông ôn miên chừng ngọn ấy cứ bông ôn ạt call rất là chat mà xuống đi kheo bán hai bà xin cho bông ôn trong chèn chầm cứ bông ôn ạt cho mua riêng chừng kheo bán hai ca riêng đi cứ ăn miên dạ quê là cầm nó ăn miên quê về tháng riêng mà ngay mà hai mà năm tết phục mai ôn cứ dân riêng ban mà là hầu ở vai đa sầm khán trong chầm ấy cứ phục mai bông ôn ạt chầm đang ban được trong bài đòi xa tại nơi quê để trong chắc ba trong sạt lát trong đường covid ở tết tôi chỉ muốn đường sạt lát ao phục mai bông ôn ở riêng đài chắc trong chầm ở cống phục mai bông ôn ạt riêng chầm cống bán trong chầm phải cây bs phục mai bông ôn ạt ở riêng chầm phải cây bs bán nhóm chăm ấy cứ bông ôn chăm năng bàn sân khăn ở tại bông ôn ở bọc gót thằng bông ôn chồng ná hai cục chăm khơi đi tẩu bông ôn dân khác đại quát thua và hai cái tôn chùm mùi này càng chăm cơm hai quát ở tha ở trong rô bạc chân nâu và thêm chăm cơm lên lên nơi kia tới cứ nè bàn bạc chân nâu chăm 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 nghĩa cũng mang ôn đài là trong chăm cơm và xin chị bông ôn ở con tài nguyên chế tình á trong thua lên lên cùng thua lõ chuyện cha tìm mối cứ khát về đế tìm phí cứ khát làm tuần và xin chị phúc mai bông ôn ở con xin mẹ chất châm cho bác công chồng chả không ai khát về liền á vì ọt miên ca như ấy để dân thua lên lên hai ban con mẹ tên cứ ọt đây bông ôn á vì chạy đòn vì ăn vậy ban thăm vì chạy đòn mà rối cứ ở con miên vui thì để dân thua lên 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 hai ban con chị sẽ lấy được trong trăm gốm, trong thời ca mưa thai, trong thời ca cho chất tục đó
trong mơ thai khúc quê về lìa bộ bố ná đòi xa tại dân cất thảo quay cái đói tôi tại dân ở mơ thai tôi tại dân ọt một hai ở bà xanh chị dân con tại phơi lên công ai khá quê về lìa chạy hai xin bảo bố này trong trang trình trọng bố bố này subscribe channel YouTube đừng like kênh cho môi ban chẳng.